Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Minh Vaccarini, là Best Sommelier Việt Nam 2009. Mình rất vui và vinh dự khi là người đồng hành cũng như là người phiên dịch của bác Giuseppe Vaccarini, là Best Sommelier in the World năm 1978. Hàng ngày thì Minh và bác Giuseppe sẽ cùng nhau có một cái video clip học về đổ vang cùng với lại bác Giuseppe Vaccarini. Vậy thì hôm nay là buổi học đầu tiên. Trong cái video clip đầu tiên thì chúng mình hãy cùng tìm hiểu thế nào là đổ vang nhé. So, Mr. Giuseppe Vaccarini, very nice to see you today and thanks for sharing your experience with us. So, we would like to know, what's in the wine? Xin chào to everybody, first of all, if I may. So, thanks for this very interesting question, because wine for us is something that is part of our culture, our history, and I would like to answer to your question in two times. Okay. Xin chào tất cả các người bạn Việt Nam. Cảm ơn về đã đặt câu hỏi cho tôi. Và đây là một câu hỏi rất là thú vị. Và tôi muốn trả lời cái câu hỏi này làm hai phần. First of all, I would like to say that wine is mainly spread throughout Europe and the world by Italians. Starting from the Roman Empire, so it means 2,000 years ago, when at that time the world of our country was Enotria, that means the country of the wine, because it's in the middle of the Mediterranean Sea, where there is the right climate, right situation to produce grapes. Rượu vang là... Bây giờ tôi sẽ nói một chút về tiểu sử của rượu vang. Rượu vang thì được, như các bạn đã biết, được bắt nguồn từ Ý, là một trong những đất nước mà có cái nền đế chế La Mã. Và cái khí hậu cũng như là cái địa hình của Ý là nằm ở trong vùng biển Địa Trung Hải, do đó rất là thích hợp để mà trồng nho. Và tên cũ của nước Ý đó là Enotria. Enotria có nghĩa là vùng đất mà trồng rất là nhiều nho và làm rượu vang. Và cách đây khoảng hơn 2.000 năm sau khi mà đế chế La Mã sụp đổ thì rượu vang đã phát triển hơn rất là nhiều và phát triển cực kỳ nhanh, bởi vì là có rất là nhiều những cái linh mục, những mục sư đã tản đi tất cả các nơi và họ đã mang cái văn hóa rượu vang lan truyền ra khắp châu Âu cho đến hiện nay. Nowadays Italy is in Europe, as also it is in almost all the country, wine producing countries in the world. Wine can be produced only by squeezing the grapes after the harvest, making the must. The must is fermenting, transforming the sugar in alcohol and carbon dioxide, and after a few months the wine is ready to be drunk. So wine can be produced only by grapes, nothing else. I know that in many other countries the word wine indicates beverages that could be spirits or a beverage that is obtained by a blend of fermented fruit. In Europe and in many countries in the world, that is not possible. So I just want to repeat, wine is produced only by grapes. I will tell you more now. You will have more, you will discover more in the next appointments. Khi mà nói về rượu vang thì mình phải biết là rượu vang được làm từ gì. Rượu vang là được làm từ trái nho. Sau khi trái nho được thu hoạch về sẽ được ép ra và sau đó là được ủ trong thùng gỗ sồi. Và sau đó là sẽ thành rượu vang. Sau 2-3 tháng thì sẽ trở thành rượu vang và có thể uống. Tôi biết là có một số quốc gia họ rất là mâu thuẫn và hiểu không rõ ràng về rượu vang. Khi mà nói về wine, từ wine thì có nhiều người họ nghĩ đó là rượu vang, có thể là rượu mạnh. Nhưng đối với luật lệ của châu Âu và đặc biệt là tại Ý và châu Âu nói chung, rượu vang là thức uống mà được làm từ nho, và chỉ là được làm từ nho thôi các bạn, thì mới được gọi là rượu vang. Còn nếu như làm từ tất cả những cái loại trái cây khác thì không được gọi là rượu vang, mà chỉ được gọi là trái cây lên men mà thôi. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng một lần nữa đó là rượu vang là phải được làm từ nho nha các bạn. Tôi xin cảm ơn rất nhiều và hôm nay bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn vào trong các video clip sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, xin chào.